Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý vị khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Trong bản tin về tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn các nội dung sau. Sông Tương Giang sụp đổ, hàng chục triệu nạn nhân lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc, truyền thông nhà nước Trung Quốc im lặng. Kính thưa quý vị khán giả, gần đây, Cao Hùng ngập lụt các ngôi nhà dân cư và tàu điện ngầm bị ngập trong nước. Các phương tiện truyền thông chỉ trích thị trưởng Cao Hùng Han Kuyu vì sự kém cỏi trong quản lý nước. Cách xử lý sơ sài và đưa tin có chọn lọc khiến nhiều người Trung Quốc ở các khu vực không xảy ra thảm họa, không biết rằng lũ lụt ở Nam Trung Quốc rất nghiêm trọng. Liên quan đến lũ lụt và lở đất ở 8 tỉnh miền Nam Trung Quốc, ảnh hưởng đến gần 10 triệu người, các phương tiện truyền thông chính thức của Trung Quốc đưa tin lũ lụt nghiêm trọng như vậy, muộn 5 ngày. Và những bức ảnh cứu trợ thiên tai này là màn trình diễn tạm thời của các quan chức cấp cao. Nam Trung Quốc ngâm nước, Tập Cận Bình đến Nội Mông điều tra. Vừa qua, CCTV News, tài khoản Weibo chính thức của trung tâm tin tức CCTV đã phát hành hai Weibo về thảm họa lũ lụt Hồ Nam, bao gồm Weibo điều kiện nước trong thời gian thực và Weibo cứu trợ thiên tai. Thông tin chi tiết và hậu quả của thảm họa không được đề cập. Tổng công ty phát thanh truyền hình Pháp đưa tin, trước một thảm họa nhân đạo rõ ràng, ngay khi hàng chục triệu nạn nhân đang chờ giải cứu và cần thông tin không bị cản trở để giúp họ trốn thoát hoặc có được thông tin sinh tồn. Các phương tiện truyền thông chính thức bỗng nhiên im lặng, lũ lụt ở Ấn Độ, CCTV News đưa tin trong nhiều ngày rằng Tập Cận Bình đã đến Nội Mông để điều tra. Tin tức về vụ vỡ sông Tương Giang lần đầu tiên được lan truyền trên Internet và hầu hết các bức ảnh được đăng tải đều đến từ các phương tiện truyền thông nước ngoài và tự truyền thông. Lũ lụt tiếp tục mở rộng, nhưng vừa qua, các tiêu đề của đài CCTV là vụ cháy tại studio số 1 của Kyoto Animation ở Nhật Bản và mất điện ở New York. Hiện tại lũ lụt, CCTV đưa tin về đám cháy ở Kyoto và mất điện ở New York. Netizen Yeshan đăng tải, nếu không có WeMedia thì không biết lũ lụt ở nhiều tỉnh miền Nam lại nghiêm trọng như vậy. Làm báo chí chính thống mà giả câm giả điếc về lũ lụt ở quê mình. Để báo cáo thảm họa ở Ấn Độ, đây là tinh thần gì? Tinh thần quốc tế có lợi cho bản thân và người khác. Các phương tiện truyền thông chính thức của Trung Quốc đã đưa tin tốt nhưng không phải là tin xấu nữa, khiến dư luận bất bình. Ngày 26 tháng 7, một bài báo có tên MasterChef với tiêu đề Tại sao phương tiện truyền thông chính thức không đưa tin về trận lũ lụt nghiêm trọng như vậy đã lan truyền trên Internet. Không phải vì các báo cáo khác nhau từ các phương tiện truyền thông và rất nhiều video lan truyền trên Internet, chúng ta thậm chí sẽ không biết rằng có một trận lũ lụt ở Giang Tây và Hồ Nam. Và cái gọi là phương tiện truyền thông chính thống đó đã làm ngơ, lũ lụt cuốn trôi ở Trung Quốc, tại sao lại như vậy? Thực ra đây là sự bất lực sau khi sự thật bị độc quyền. Truyền thông chính thức nhắm mắt làm ngơ, CNN đưa tin. Kể từ 10 ngày cuối tháng 7, giữa ảnh hưởng của mưa lớn, sông Tương Giang bị vỡ bờ bao. Gần 400 con sông ở lưu vực sông Châu Giang và sông Dương Tử đã bị ngập lụt và mực nước vượt mức cảnh báo lũ lụt. Lũ lụt đã xảy ra ở hơn 10 tỉnh và thành phố, bao gồm cả Hồ Nam, với nhà cửa bị sập, đường dây bị cuốn trôi và thi thể trôi trên sông. Tin tức và video về lũ lụt được lan truyền rộng rãi trên Internet gây sốc cho mọi người. Các nguồn tin cho biết chỉ riêng trong 2 ngày vừa qua, sông Tương Giang đã vỡ bờ kè ít nhất ở 4 nơi, nhưng đã 6 ngày trôi qua kể từ khi lũ lụt xảy ra ở một số khu vực và các phương tiện truyền thông chính thức vẫn chưa đưa tin chính thức về tình hình cứu hộ. Netizen David cho biết, các phương tiện truyền thông chính thức xác nhận rằng con sông Tương Giang đã vỡ đê 5 ngày sau đó. Ngày 31 tháng 7, một người cung cấp thông tin đã đăng một đoạn video về lũ lụt ở nhiều nơi trên mạng xã hội Twitter ở nước ngoài, cho thấy nước ở Giang Tây, Quảng Tây, Quảng Đông, Hồ Nam và những nơi khác rất dữ dội. Vừa qua, lũ lụt ở Ningxiang và Laozi đã khiến các phương tiện truyền thông chính thức phải im lặng. Trong số đó, thảm họa lũ lụt ở Hồ Nam là nghiêm trọng nhất. Hai bên bờ sông Tương Giang ở Hồ Nam, mực nước cao hơn mặt đất khoảng 5 mét. Nhiều người đắp bao cát lên đê ngăn không cho vỡ. Một đoạn video khác cho thấy các thi thể trôi trong dòng nước lũ.
thông tin liên lạc và giao thông bị gián đoạn ở hầu hết các khu vực của Hồ Nam, nước và điện bị cắt ở các vùng nông thôn và mực nước của hồ chứa vượt mức cao nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, vì nó trùng với ngày nhạy cảm của Hồng Kông bàn giao, các phương tiện truyền thông chính thức đã im lặng về nó. Trong số đó, các nạn nhân ở Ningxiang và Laoji, những khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, đã tổ chức một cuộc diễu hành vào hai ngày cuối tháng 7 để phản đối việc chính phủ che giấu thảm họa, xả lũ bừa bãi và các nỗ lực cứu hộ không hiệu quả, đồng thời yêu cầu chính thức về số lượng thương vong. Vào đầu tháng này, các nạn nhân ở khu vực Ningxiang và Laoji của Hồ Nam đã viết trên Internet rằng các bài đăng trực tiếp giúp đỡ và truy tìm được đăng bởi mọi người trong khu vực thảm họa đã bị xóa nhiều lần và tình trạng thiếu cứu hộ nghiêm trọng nhân lực và nguồn cung cấp thuyền kayak. Sau khi lũ lụt ở một số khu vực, cán bộ địa phương đã đưa phóng viên đi khắp nơi để chụp ảnh kiểm tra, thậm chí có cán bộ chỉ chụp ảnh cứu hộ, cứu trợ thiên tai rồi vội vàng rời đi. Vừa qua, các nạn nhân ở Ninh Hương đã xuống đường cầm biểu ngữ phản đối, hỏi tại sao mưa xối xả liên tục không thể xả lũ theo từng giai đoạn sớm hơn, đồng thời yêu cầu chính phủ công bố sự thật của thảm họa và các quan chức phải chịu trách nhiệm. Chúng tôi hành quân trong 2 ngày ở cổng chính quyền quận và có một phó quan quận họ là Wen nói trên TV rằng không có ai ở Ninh Hương chết, vì vậy chúng tôi yêu cầu ông ấy từ chức. Hàng trăm ngôi làng và thị trấn ở Hồ Nam phải hứng chịu lũ lụt một lần trong 50 năm. Sau đó, toàn tỉnh Hồ Nam bắt đầu có mưa, trong đó thành phố Chu Châu nhận lượng mưa nhiều nhất, gần 100mm. Một số cư dân mạng cho biết, từ một tuần nay ở Nam Trung Bộ Hồ Nam đã có mưa dông và mưa lớn, 868 thị trấn trong tỉnh bị đe dọa, trong đó có 369 thị trấn bị mưa lớn và vỡ đê nhiều nơi. Do mực nước dưới đáy một số cây cầu đường sắt ở thành phố Chu Châu, tỉnh Hồ Nam vượt có mức cảnh báo, một số khu vực trên đoạn Hồ Nam của tuyến đường sắt Bắc Kinh-Quảng Châu đã bị đóng cửa trong một thời gian. Tại đoạn Cao Gia thuộc thị trấn Trường Giang, bờ kè sông Tương Giang ở huyện Hành Sơn, tỉnh Hồ Nam, một vết nứt rộng khoảng 15m đã xuất hiện vào lúc 6 giờ sáng ngày 29 tháng 7. Lũ cuốn xuống, làm ngập xe và nhà cửa, chỉ còn phần ngọn của một số cây cối có thể được nhìn thấy. Theo các nguồn tin tại chỗ, trận lũ đã nhấn chìm làng Yang Jiping và 3 ngôi làng gần đó, với diện tích hơn 2.000m² và hàng trăm hộ gia đình bị ảnh hưởng. Một đoạn video về trận lũ màu vàng cuồn cuộn chảy qua ngôi làng được lan truyền rộng rãi trên mạng. Chú thích cho biết, sông Tương Giang vỡ bờ bao, Tương Đàm, Chu Châu, Chen Jiegu, một nửa của Hồ Nam, tuyến Bắc Kinh, Quảng Châu sẽ bị loại bỏ và Tam Hiệp sẽ gặp rắc rối. Người cung cấp thông tin David cho biết, các phương tiện truyền thông chính thức xác nhận rằng sông Tương Giang vỡ bờ 5 ngày sau đó. Người cung cấp thông tin David cho biết, các phương tiện truyền thông chính thức xác nhận rằng sông Tương Giang vỡ bờ 5 ngày sau đó. Mãi cho đến nay, các phương tiện truyền thông chính thức đưa tin, các quan chức từ Bộ Tài nguyên nước cho biết 377 con sông ở Trung Quốc có vượt ngưỡng cảnh báo lũ, tăng gần 80% so với cùng kỳ năm 1998. 16 tỉnh, thành phố trên cả nước đã ban hành 15.000 cảnh báo lũ quét. Theo People Daily Online cho biết, hai trận mưa và lũ lớn đã ảnh hưởng đến hơn 3,93 triệu người tại 91 quận và thành phố của 14 thành phố và quận ở tỉnh Hồ Nam và 17 người chết và mất tích do thảm họa, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 10,3 tỷ nhân dân tệ. Tuy nhiên, sau thảm họa, tổng cộng 1,2 triệu nhân dân tệ đã được phân bổ để cứu trợ thiên tai và hơn 1.000 bộ mền và áo khoác đã được phân phát để đảm bảo sinh kế cho người dân trong vùng thiên tai. Trung bình, một nạn nhân thảm họa chỉ nhận được 3 xu cứu trợ. Động đất ở Huệ Châu. Kính thưa quý vị khán giả, vừa qua tại Quảng Đông, Trung Quốc đã xảy ra một trận động đất có cường độ 4,1 độ Richter xảy ra vào hồi tháng 7 năm 2022 theo giờ Bắc Kinh. Sau khi được mạng lưới động đất Trung Quốc đo lường chính thức, trận động đất xảy ra vào lúc 2 giờ 28 phút 48 giây sáng theo giờ Bắc Kinh. Tại vùng biển gần thị trấn Ping Hai, huyện Huy Đông, thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông ở 22,51 độ và 115,04 độ với tiêu cực sâu 25 km. Theo các nhà chức trách tỉnh Quảng Đông và thành phố Huệ Châu, trận động đất cũng là trận động đất mạnh nhất từng được ghi nhận ở thành phố Huệ Châu. Khi trận động đất xảy ra, Huyong, Shenzhen, Shanwei, Dongguan, Zhejiang, Zhuhai,
đã cảm nhận rõ ràng trận động đất nhưng không nhận được báo cáo về thương vong và thiệt hại tài sản. Trong vòng 1 giờ sau trận động đất, nhà chức trách đã phát hiện thêm 6 dư chấn. Kích thước tối đa là 2,5 độ Richter. Sau khi nghiên cứu và nhận định hồ sơ, Cục Địa chấn Quảng Đông cho rằng trận động đất xảy ra ở khu vực biển và ít ảnh hưởng đến đất liền. Công ty quản lý và vận hành chịu trách nhiệm về căn cứ điện hạt nhân Vịnh Đây cũng tuyên bố rằng các tổ máy của các nhà máy điện hạt nhân Vịnh Đây, Linh Gào và Linh Đông đang hoạt động an toàn và ổn định, và trận động đất không có bất kỳ tác động nào đến cơ sở. Đài quan sát Hồng Kông đã đưa ra một văn bản lúc 2 giờ 40 phút sáng rằng họ đã nhận được báo cáo từ công chúng rằng họ cảm thấy một trận động đất. Trận động đất xảy ra vào sáng sớm và cường độ của trận động đất ở Hồng Kông là 4, cấp 4 của thang Macaulay đã sửa đổi. Và buổi sáng hơn 10.000 công dân báo cáo cảm thấy động đất, phá vỡ quyền tự quyết của địa phương. Theo hồ sơ, kể từ khi thành lập mạng lưới giám sát động đất ngắn hạn vào năm 1979, hầu hết người dân cho biết họ cảm thấy rung lắc nhẹ kéo dài vài giây, và theo dữ liệu quan trắc bức xạ của Đài quan sát ở Hồng Kông, mức độ bức xạ môi trường địa phương cũng duy trì ở mức bình thường. Cục Khí tượng và Địa vật lý Macau cho biết tâm chấn cách Macau khoảng 156 km về phía đông đông bắc. Cục Khí tượng cho biết vào buổi chiều rằng họ đã nhận được báo cáo từ 5 công dân cảm thấy trận động đất. Trước đó cũng có một trận động đất ở Tây Nam Trung Quốc làm 22 người bị thương. Cụ thể, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, một trận động đất ở Tây Nam Trung Quốc vào chiều ngày 27 tháng 7 vừa qua đã làm rung chuyển thành phố du lịch Lệ Giang, khiến 22 người bị thương. Theo Viện Vật lý Địa cầu Hoa Kỳ USGS, trận động đất 5,4 độ Richter xảy ra gần biên giới tỉnh Vân Nam và Tứ Xuyên, có tiêu cự sâu 38 km và tâm chấn ở khu vực miền núi Vân Nam, cách Lệ Giang 115 km. Tuy nhiên, Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc sau đó thông báo cường độ đo được là 5,5 với tiêu cự sâu 10 km. Theo Cơ quan Quản lý Động đất Vân Nam, có 22 người bị thương ở huyện Ninh Lang của Vân Nam, trong đó có 2 người bị thương nặng. Cục cho biết chưa có thông tin ngay lập tức về thiệt hại vật chất. Hãng thông tấn Tân Hoa Xã của Trung Quốc đưa tin, một đội gồm 60 nhân viên cứu hộ đã được điều động tới tâm chấn của trận động đất. Phía Tây và Tây Nam Trung Quốc là những khu vực dễ xảy ra động đất. Năm ngoái, một trận động đất nông ở tỉnh Tứ Xuyên đã khiến 3 người thiệt mạng và ít nhất 10.000 người phải đi di tản. Trước đó cũng có một trận động đất mạnh 7,9 độ Richter đã giết chết 87.000 người ở Tứ Xuyên và một trận động đất 6,8 độ khác đã giết chết 268 người ở Tân Cương và gây ra nhiều thiệt hại về tài sản và vật chất. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông ở phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo của Tin Mới.